Rồi xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh kinh doanh và chứng khoán. Cũng như là cái video của em Tùng ngày hôm nay ở trong chương trình là nhận định thị trường của tuần mới từ ngày 10 đến ngày 14. Thì um, qua video này thì chúng ta sẽ cùng đi vào một vài chủ đề. À, đầu tiên đó là về những cái thông tin vĩ mô tiền tệ trong tuần vừa qua. À, qua đó và chúng ta cũng sẽ đưa ra được những cái góc nhìn liên quan tới thị trường chứng khoán của chúng ta ở thời điểm hiện tại và uh, chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai đó là phần phân tích thị trường uh, về những cái xu hướng và vận động thị trường trong thời điểm hiện tại cũng như là cái cơ hội và rủi ro của thị trường trong giai đoạn này như thế nào thì em cùng với mọi người sẽ đi vào cái phân tích cũng như là cái video lần này ha thì dành cho anh chị nào lần đầu để xem kênh thì đây là nơi mà em chia sẻ cũng như là hỗ trợ mọi người về kênh đầu tư chứng khoán. Thì hy vọng là những cái số liệu cũng như là những cái góc nhìn sẽ giúp cho anh chị có thêm những cái dữ liệu cũng như là những cái góc nhìn khách quan để có thể là đưa ra được những cái quyết định trong cái giai đoạn tới anh chị nha. Và anh chị xem like, à anh chị xem video thì đừng quên để làm like cùng với đó là một comment ở phần bình luận. Nếu anh chị chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh anh chị nha. Đó, chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia làm hai phần và đầu tiên là chúng ta sẽ điểm qua những cái thông tin uh, tiền tệ trong tuần vừa rồi uh, những cái thông tin vĩ mô thì em sẽ không lặp lại với mặt cả nhà nữa nha tại vì ngày hôm qua thì em cũng đã làm một cái video về uh, thông tin liên quan tới non farm payroll ngày hôm qua rồi anh chị chưa xem có thể xem được cái uh, cái video này về cái đơn trợ cấp thất nghiệp cũng như là non farm payroll nha. À, chúng ta sẽ đi vào cụ thể những cái vấn đề xoay quanh tiền tệ của chúng ta trong tuần vừa rồi. thì à, trên đây thì có ba vấn đề mà mọi người sẽ cần phải chú ý. đầu tiên đó là thanh khoản hệ thống. À, thanh khoản hệ thống trong tuần vừa rồi thì anh chị có thể thấy được rằng là sau một cái cú sụt giảm rất mạnh ở đầu tuần, thì trong tuần cái lãi suất liên ngân hàng đây là lãi suất thị trường 2 thì nó có một cái xuống là tăng lên và nó đi ngang ở trong những giai đoạn cuối tuần và kết tuần thì nó kết ở mức là 396% và thanh khoản này thì được đánh giá đó là một cái thanh khoản duy trì ở mức trung bình có nghĩa là cũng không dư tiền nhưng cũng không thiếu tiền ở trong giai đoạn hiện tại. Đó. và tác động của cái thị trường hai đối với Vindex của chúng ta thì em cũng đã đưa ra một cái bảng so sánh mọi người rất là lâu rồi và đây là một cái chỉ số mà liên quan trực tiếp đến thanh khoản của thị trường uh, chứng khoán của chúng ta và qua đó nó cũng tác động vào cái xu hướng của chúng ta ha. Thì ở đây em có đề ra ba mốc để anh chị có thể là chú ý xem là cái thông tin này nó tác động tiêu cực hay tích cực cho thị trường chứng khoán của chúng ta nha. Đầu tiên thì uh, với cái uh, đầu tiên là chúng ta phải vạch vạch ra được cái gọi là cái drain cái biên độ cái biên độ của cái lãi suất liên ngân hàng này nha anh chị à, thì anh chị có thể thấy được là cái lãi suất liên ngân hàng ở thời điểm hiện tại nó đang dao động ở mức là ba trăm đến bốn phần đó là cái lãi suất gọi là cái lãi suất thấp nhất và cái lãi suất cao nhất ở thời điểm hiện tại nha anh chị. ở thời điểm hiện tại nha, chứ không, chứ không phải là trong quá khứ, quá khứ của chúng ta thì chúng ta có một cái lãi suất uh, Sang ở phía dưới này này, nhưng mà nó đang dịch lên rồi. thì trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta đang có một cái range gọi là ba phần trăm đến khoảng bốn phần trăm, đó là lãi suất uh, thấp nhất và lãi suất cao nhất ở trong giai đoạn hiện tại. thì nếu mà chúng ta đang thấy là nếu mà uh, Ờ, cái cái lãi suất liên ngân hàng này nó di chuyển ở trong cái biên độ là 3% đến khoảng 4% 5% đó. thì đây chúng chúng ta có một cái góc nhìn đó là cái thanh khoản hệ thống tiền tệ của chúng ta duy trì ở một cái mức trung tính có nghĩa là nó cũng không thiếu tiền cũng không dư tiền đó thì điều này nó nó sẽ không có tác động nhiều gọi là không có tác động tích cực nhiều cũng như là không tác động tiêu cực gì đối với lại thị trường chứng khoán của chúng ta thôi thì nó gọi là cái cái bản chất nó là đi ngang ha còn nếu trong trường hợp mà lãi suất liên ngân hàng trong một vài phiên tới ha, trong một vài phiên tới mà nó thấp hơn khoảng tầm 3% là thấp hơn khỏi cái biên độ ở phía dưới này thì anh chị có thể thấy rằng là lúc đó chúng ta sẽ nhận diện được a à, là cái thanh khoản hệ thống hay là hệ thống tiền tệ của chúng ta có một xu là dư tiền hơn thì à, ở thị trường hai và khi mà thị trường hai dư tiền rồi thì nó sẽ tác động vào cái thanh khoản thị trường chứng khoán cũng như cái xu hướng của chỉ số đất của chúng ta nó sẽ dễ thở hơn và nó sẽ có những tín hiệu tích cực hơn. À, đó, nếu mà nó thấp hơn dưới 3 trăm là tích cực à, trong range 3 đến 4,5 phần trăm đó là trung tính ha và nếu mà uh, 4, 4,5 phần thì nó là tiêu cực cho thị trường chứng khoán của chúng ta thì anh chị cũng có thể lấy một cái thước đó so sánh nếu mà à, anh chị so lại quá khứ đi ha thì nếu mà cứ lãi suất liên ngân hàng mà nó nó tăng lên cao quá thì đó này thì thị trường chứng khoán của chúng ta rất khó tăng và thanh khoản thị trường lúc đó cũng sẽ có những cái xu là sụt giảm đó thì đó là cái cách mà chúng ta liên hệ cái thị trường hai đối với lại thị trường chứng khoán của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì trong cái giờ thời điểm hiện tại á thì để mà xem được là tương lai của chúng ta thì chúng ta đang thấy được là nó sẽ diễn biến tích cực hay tiêu cực thì ở đây em đang thấy là cái OMO của chúng ta ha thì ngân hàng nhà nước vẫn đang gọi là bơm hút ra một cách rất là đều tay và có nghĩa được rằng là ở trong giai đoạn hiện tại thì thanh khoản hệ thống của chúng ta nó vẫn chưa ổn định đâu anh chị. Nó vẫn chưa ổn định tại vì ngân hàng nhà nước vẫn phải liên tục hỗ trợ những cái thanh khoản hệ thống qua cái việc bơm hút để mà điều tiết thanh khoản hệ thống duy trì ở một cái mức gọi là vừa phải. Thì rõ ràng là ở trong giai đoạn này thì chúng ta đang thấy là uh, ngân hàng nhà nước vẫn đang còn phải can thiệp. Uh, nếu khi nào á, khi nào mà ngân hàng nhà nước không can thiệp ô ô nữa thì cái lãi suất thanh khoản hệ thống cũng như là cái lãi suất liên ngân hàng này nó sẽ giảm xuống thì lúc đó nó sẽ có những sự cực thì cái điều chúng ta quan sát ở đây đó là trong tuần tới thì xem là cái thị trường OMO của chúng ta cái việc bơm hút của ngân hàng nhà nước nó diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái xu hướng của lãi suất liên ngân hàng trong tuần tới nhỉ nha đó là điều anh chị cần phải chú ý rồi à, tiếp theo đó là những cái vấn đề xung quanh tỷ giá à, tỷ giá vẫn là một cái chủ đề rất là hot và cũng rất là nóng ở trong cái khoảng thời gian mấy tháng trở lại đây đúng không từ khi tỷ giá có những cái xu hướng căng thẳng từ khoảng tầm đầu tháng 2 à, Đầu tháng 2 thì đến thời điểm hiện tại cái sức nóng của tỷ giá nó vẫn phà lên Những cái tài sản tài chính cũng như là về cả thị trường những cái thị trường đầu cơ à, Thì ở đây ở Trong tuần cuối tuần vừa rồi thì chúng ta cũng nhận được một vài những cái thông tin tốt liên quan tới câu chuyện đó là à, Cái việc mà Trung Quốc họ không có mua vàng nữa Thì cái vấn đề à, giá vàng, giá vàng nó cũng có những sự hạ nhiệt mà trước đó anh chị cũng có thể thấy được là cái nguyên nhân là chúng ta có những sự đầu cơ, đầu cơ giá vàng tăng cao thì nó khiến cho cái 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 mức độ tỷ giá chợ đen của chúng ta nó neo ở một mức cao đúng không anh chị? Thì sau khi mà cái cái việc mà Trung Quốc họ ngưng mua mua vàng rồi thì cái cái, cái tỷ giá chợ đen cũng có những cái xu hướng là hạ nhiệt trở lại. Đó. Và trong tuần vừa rồi thì tỷ giá chợ đen giảm đâu đó khoảng tầm là 200 đồng so với mức định từ việc ngân hàng nhà nước bán vàng này à, Cộng thêm giá vàng thế giới cũng như là cái sự đầu cơ của uh, cái cái sự mua vào của Trung Quốc nó có những cái xu hướng hạ nhiệt ha Thì đó là những cái nguyên nhân Tuy nhiên là chúng ta đang thấy là mặc dù là nó giảm 200 đồng Nhưng nếu chúng ta xét về lại tháng 2 thì đây vẫn là một cái mức rất là cao nha. Tại vì tháng 2 của chúng ta cái mức tỷ giá chợ đen của chúng ta chỉ ở mức là 25.000 đến 25.250 đồng thôi. Có nghĩa là nó cách khoảng tầm là 400 đồng so với thời điểm hiện tại. thì mặc dù giảm mạnh từ vùng đỉnh nhưng mà vẫn đây đây vẫn là một cái uh, một cái tỷ giá chợ đen khá là cao uh, và thậm chí nó còn vượt hơn những cái gì mà ngân hàng nhà nước cho phép, uh, cái biên độ của ngân hàng nhà nước cho phép ha. đó. thì ít nhất là ngắn hạn thì chị hình dung cái bối cảnh đó là ít nhất ngắn hạn thì nó cũng có những tín hiệu tích cực tuy nhiên xét về trung và dài hạn thì cái vấn đề tỷ giá ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn phải giải quyết từ từ để mà nó có những sự bình ổn cũng như là có những sự ổn định trở lại trong giai đoạn sắp tới ha rồi về tỷ giá của ngân hàng thương mại thì thật sự ra ngân hàng thương mại thì không có biến động gì nhiều đó là những cái tỷ giá của uh, giao dịch của ngân hàng thương mại với ngân hàng nhà nước thì uh, chúng ta đang thấy là trong tuần vừa rồi thì nó vẫn có những cái xuống đi ngang uh, nhưng mà có điều tích cực là có những cái xuống giảm nhẹ À, ở quanh cái vùng trần ở vùng trần ở đây chúng ta có thể hiểu đó là cái vùng mà ngân hàng nhà nước sẽ mua bán đô anh chị đó thì uh, trừ khi nào mà nó có một cái xu hướng là giảm xuống nó giảm xuống khỏi vùng trần này thì uh, lúc đó tỷ giá của chúng ta sẽ được giải quyết còn những cái vấn đề ở thời thời điểm hiện tại mà mọi người có nói là cái vấn đề tỷ giá của chúng ta đã được giải quyết á thì ở uh, thời điểm hiện tại chúng ta nếu mà chúng ta nhìn vào số liệu thì nó cũng không đơn giản như vậy uh, tạm thời thì uh, những cái gọi như là những cái uh, gọi như là cái sức nóng nhất á, thì nó đã được giải quyết rồi nhưng mà để có những xuống tích cực hơn từ vấn đề liên quan tới tỷ giá thì chúng ta cần phải xem Là cái động thái hàng nhà nước trong giai đoạn sắp tới sẽ uh, Sẽ hành động như thế nào uh, Trong cái bối cảnh mà nó vẫn đang nèo ở vùng trần như thế này uh, Thì Đó là cái bối cảnh hiện tại của chúng ta uh, Ở thời điểm hiện tại liên quan tới tỷ giá Thì nó cũng chưa có một cái tín hiệu tích cực gì mới đối với ngân hàng thương mại Nhưng mà cũng sớm thôi nó cũng sẽ có những cái xu hướng là nhìn thấy tại vì Ngân hàng nhà nước của chúng ta cũng đã can thiệp trong một khoảng thời gian khá là dài rồi anh chị ha. Rồi, đó là những cái biến động xoay quanh tỷ giá của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo, đó là một cái số liệu nữa mà em cũng rất là hay dùng với mọi người đó là lợi suất trái phiếu chính phủ so sánh với chỉ số viên ở đây. Thì tạm thời em bỏ cái chỉ số Vindex rồi nha anh chị, nhưng mà chúng ta hãy chú ý tới những cái lợi suất trái phiếu chính phủ. Đây được coi là một cái tài sản uh, an toàn, uh, một cái tài sản an toàn và cái dòng tiền an toàn sẽ tìm đến khi mà cái thị trường những cái thị trường rủi ro ví dụ như bất động sản này, ví dụ như là trái phiếu doanh nghiệp này, ví dụ như là chứng khoán có những sự rủi ro thì cái lợi suất trái phiếu này nó sẽ tăng và dòng tiền nó sẽ tìm tới. Thì trong tuần vừa rồi thì lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm thì có một cái diễn biến tương đối là tích cực cho thị trường chứng khoán của chúng ta. Khi mà nó có một cái xu hướng à hai tuần gần đây chứ sorry mọi người, hai tuần gần đây thì nó có một cái xu hướng giảm. À, tuần này thì nó không có giảm nhiều, nhưng mà trong tuần trước có một cái nhịp đao khoảng tầm là gần 0.1% từ đỉnh ha thì đây là một cái điểm tích cực của chúng ta trong hai tuần gần đây đối với lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm còn những cái lợi suất trái phiếu chính phủ 1, 3 và 5 năm thì có xu hướng là đi giảm nhẹ ha đi ngang và giảm nhẹ trong tuần thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực à, số liệu tạm thời thì chúng ta vẫn đang thấy là có một cái xu hướng tích cực cho lớp tài sản rủi ro như là chứng khoán chi phí doanh nghiệp hay bất động sản à, nếu mà chúng ta nhìn về ngắn hạn nhân chị còn về trung và dài hạn thì chúng ta sẽ cần phải có những cái xu hướng à, có những cái tín hiệu thêm tại vì ở đây nó chỉ mới hạn nhiệt thôi chứ anh chị thấy là nó cũng đã nêu ở một cái vùng rất là cao này đặc biệt anh chị thấy khu vực của một năm ba năm và năm năm anh chị nha đó thì anh chị thấy là nó cũng đang nêu ở một mức rất là cao thì uh, dạo gần đây thì nó có một xu hướng là đi ngang và giảm nhẹ thôi anh chị ha đó thì đó là về cái xu hướng ngắn hạn cũng như trong dài hạn thì uh, chúng ta đang thấy được là nếu mà chúng ta xét ở trong tuần này ngắn hạn anh chị nha thì đầu tiên là chúng ta đang có một cái lợi suất trái phi chính phủ có một cái xu hướng giảm là giảm trong tuần là tích cực này À, rồi cái thứ hai là tỷ giá của chúng ta thì chúng ta cũng thấy những cái điểm tích cực nhưng mà à, điểm tích cực ở đây thì nếu mà chúng ta xét về xu hướng dài thì nó chưa có những cái gì nó thay đổi nhiều nhưng mà nếu chúng ta xét ngắn á, thì đây vẫn là một cái tín hiệu tích cực còn dài hạn thì nó vẫn đang tiêu cực nhưng mà chờ tích cực thôi chị hình dung ha rồi còn về thanh khoản hệ thống thì nó đang ở một cái mức trung tính thì chúng ta đề cập thì dựa trên ba cái yếu tố liên quan tới thị trường tiền tệ để mà chúng ta đưa vào một cái góc nhìn liên quan tới thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng thấy là tạm thời thì chúng ta chưa có một cái tín hiệu gì nó quá xấu ở trong thị trường tiền tệ trong uh, cuối tuần này uh, còn trong tuần thì chúng ta sẽ xem xét xem là à thị trường OMO xem là bỗng nhiên có ông nào kẹt thanh khoản hay không nếu mà thanh khoản nó có một cái xu hướng là tăng cao lên thì rõ ràng đó là một cái tín hiệu tích cực uh, tiêu cực đúng không à, hoặc là những cái vấn đề so với tỷ giá nếu mà tỷ giá có một cái xu hướng là cứ duy trì ở một cái mức trần như thế này thì uh, lỡ ngân hàng nhà nước can thiệp thêm thì sao đúng không à, rồi uh, lợi suất trái phiếu chính phủ mặc dù là nó giảm nhưng mà nó vẫn đang trong một cái đà tăng trước đó đúng không thì tạm thời chúng ta vẫn đang thấy những cái tín hiệu tích cực nhưng mà cũng không ngoại trừ trong tuần tới à, Trong tuần tới nếu mà những cái tín hiệu này nó có những sự thay đổi thì nó sẽ quay trở lại là những cái tín hiệu tiêu cực cho thị trường trong ngắn hạn cũng như là trung và dài hạn anh chị nha đó. Thì đó là những cái mà chúng ta tổng kết được trong tuần vừa rồi cũng như là xuống ngắn hạn ở thời điểm hiện tại của thị trường Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai anh chị nha Phần thứ hai đó là cái phần biểu đồ của thị trường ở trong cái giai đoạn hiện tại để xem xem là cái xu hướng thị trường cũng như là cái sự vận động giá của thị trường trên khối lượng của chúng ta nó đang vận động như thế nào Để chúng ta có thêm những cái góc nhìn sau, góc nhìn số liệu thì chúng ta sẽ xét qua về những cái trạng thái của thị trường anh chị nhé Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về không tuần nha anh chị Không tuần, không tháng thì chúng ta tạm thời chưa nói đâu, tại vì không tháng thì chúng ta mới bắt đầu tháng thôi Cho nên chúng ta chỉ điểm qua không tuần anh chị nhé À, về mặt trung hạn của chúng ta ở thời điểm hiện tại đối với chỉ số vn đất của chúng ta ha thì uh, chúng ta vẫn đang trong một cái trend tăng thì anh chị có thể dễ dàng nhìn thấy được là uh, khi mà nó dầm nằm trên mây uh, và nó nằm trên đường kỳ dung, thì đây là một cái xu hướng ủng hộ cho một cái đà tăng giá của chúng ta ở trong không trung hạn. Đó, và trạng thái của chúng ta ở thời điểm hiện tại đang là một trạng thái tích lũy chặt. Tức có nghĩa là uh, sau một cái quá trình gọi là uh, điều chỉnh này. Uh, sau một cái quá trình điều chỉnh ha. Uh, quá trình điều chỉnh thì chúng ta có một cái xuống là vượt cản và bốn tuần liên tiếp chúng ta có một cái xu hướng là tích lũy ngang ở quanh cái khu vực định này và trạng thái tích lũy của chúng ta cũng rất là chặt và đối với trạng thái tích lũy chặt này như thế này thì nó vẫn có thể thấy chúng ta có thể thấy được rằng là nếu trong trường hợp nó bung lên à, trong trường hợp nó bung lên thì nó vẫn sẽ có một cái xu hướng tăng giá rất là mạnh ở trong ít nhất là tuần tuần sau à, trong tuần sau nha anh chị tuần sau là cái tuần tiếp theo của chúng ta là ngày 10 đến ngày 14 này nè tại vì trạng thái của chúng ta vẫn còn tích lũy chặt lúc đó thì hai kiếm nó sẽ hướng lên Tuy nhiên là sau đó khoảng tầm là sau hết tuần này thôi thì chúng ta sẽ thấy được là cái trạng thái nó sẽ tắt ra à, Có nghĩa được rằng là trong tuần này là tuần ngày mùng 10 đến ngày 14 này nè Thì cái cơ hội tăng giá của chúng ta là vẫn còn Và trạng thái tích lũy vẫn rất là chặt Nhưng đến sẽ khoảng tầm là tuần sau nữa thì Cái trạng thái này nó sẽ không còn nữa và bắt đầu ở cái thị trường của chúng ta nó sẽ có những trạng thái tăng yếu hơn và khả năng có những sự tích lũy thì ở trong tuần này đối với đồ thị tuần thì chúng ta vẫn đang thấy là một vẫn còn một cái cơ hội tăng giá ở trong khung tuần với một cái nến trong khung tuần tuần trước cũng kết nến cũng không quá tệ cái nến bị bán xuống như thế này cũng không quá tệ nên chị khối lượng khối lượng giao dịch ở mức trung bình ở trong khung tuần như thế này tạm thời thì chúng ta vẫn đang thấy là cơ hội tăng giá trong khung tuần nó sẽ vẫn còn À, nhưng mà nó chỉ còn có khoảng tầm hơn một tuần nữa thôi à, tuần đúng không? Hơn một tuần nữa thôi, rồi khả năng sẽ có những cái xu là tích tái tích lũy trở lại, tái tích lũy hoặc điều chỉnh trở lại anh chị nhá à, đối với khung tuần. Rồi à, nhưng mà đó là một cái tái tích lũy và điều chỉnh trong xu tăng anh chị nha tái tích lũy và điều chỉnh trong xu tăng trong khung tuần. À, kèm theo đó thì có một cái tín hiệu nữa mà mọi người cần phải chú ý đó là ở trong khung tuần của chúng ta, chúng ta cũng có một cái tín hiệu đó là nếu trong trường hợp thì trường bứt phá lên À, nếu trong trường hợp thì trường bước phá lên thì có một cái rủi ro đó là chúng ta sẽ xuất hiện một cái phân kỳ trong không tuần à, anh chị có thể nhìn thấy được là đây là cái chỉ báo không tuần của chúng ta khi mà chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật phương tây nha thì chúng ta đang thấy là cái định RSI của chúng ta ở trong cái uh, được đợt trước á thì chúng ta đang ở trong khu vực này à, là ở cái vùng này đấy à, và ở thời điểm hiện tại chúng ta đang ở khu vực này đó thì nếu trong trường hợp mà nó vượt lên nó vượt đỉnh nhanh chị nó vượt lên nó vượt đỉnh á thì RSI sẽ cũng tăng lên nhưng khi tăng lên như thế này như anh chị thì nó sẽ xuất hiện một cái rủi ro, đó là rủi ro chúng ta sẽ tạo ra một cái điểm phân kỳ. Nếu mà chúng ta giững lại đà tăng ở đâu đó là quanh uh, xuất hiện một cây nến đỏ, xuất hiện một cây nến đỏ ở uh, đâu đó ở quanh khu vực là 1300 1320. Đó anh chị ha. Đó. trong tuần sau nếu trong trường hợp chúng ta vượt đỉnh thì chúng ta sẽ xuất hiện tín hiệu đó, cho nên đây là một cái rủi ro trong khung tuần mà chúng ta cần phải chú ý. Uh, anh chị có thể nhìn thấy ha thì nó cũng sẽ khá là trùng hợp với lại là viên đất của chúng ta trong khung tuần khi mà xét theo Ichimoku à, nó cho ra một cái đáp án là có thể là tuần sau tăng nhưng mà à, bắt đầu tuần sau nữa hoặc là tuần sau tuần sau nữa có thể là nếu mà nó xuất hiện một cái đỉnh đỏ thì nó sẽ mang tới những cái rủi ro cho thị trường của chúng ta trong giai đoạn tới anh chị nha ở trong cái khung trung hạn này rồi à, thì đó là cái xu hướng khung trung hạn của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội một tuần nha anh chị còn cơ hội một tuần để có cơ hội tăng giá ở trong cái khung trung hạn sau đó chúng ta sẽ có những cái xu hướng là khả năng sẽ cần tích lũy lại rồi còn về chỉ số vinex của chúng ta thì trong khung ngày thì sao ở khung ngày thì chúng ta cũng xét về xu hướng xu hướng của chúng ta thì vẫn đang là một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn à, với một cái vùng hỗ trợ là quanh khu vực 1270 mươi à, đó sẽ là cái điểm mấu chốt của chúng ta ở thời điểm hiện tại à, cứ nằm trên 1270 là cơ hội tăng giá của chúng ta vẫn còn còn nằm dưới 1270 thì Uh, cái cơ hội tăng giá của chúng ta sẽ mất đi và lúc đó thì nó sẽ tìm tới những cái điểm cân bằng tiếp theo uh, ở cái khu vực uh, mây phía dưới này là 1230 1236 anh chị nhé đó thì uh, trong ngắn hạn thì anh chị cần phải chú ý một vài điều như sau đầu tiên đó là mốc 1270 đó là cái điều mà chúng ta uh, cần phải chú ý đối với anh chị đánh tây cộng và đang ngắn hạn còn đối với anh chị nào mà uh, uh, đó là đánh tây cộng và đánh ngắn hạn anh chị ha và điều thứ hai chúng ta cần phải lưu ý đó là À, về xu cái trạng thái của chúng ta thì chúng ta cũng thấy là viên đất cũng đang có một cái trạng thái tích lũy tương đối là chặt ở trong khung ngân hàng khi hai kiếm và hai kiếm nó có những xu hồi hội tụ với nhau ở đây trong khu vực này thì rõ ràng là với hai kiếm hội tụ như thế này thì cái xu hướng tăng giá ở trong khung ngân hàng cơ hội là vẫn còn đúng không à, cơ hội là vẫn còn điều thứ nhất đạt điều kiện đó là điều kiện cần của chúng ta đó là một nghìn hai vẫn nằm trên điều kiện thứ hai là chúng ta đang thấy hai kiếm đang tích lũy chặt thì cái cơ hội tăng giá này thì sau khoảng tầm là À, hai phi từ thứ hai đến thứ ba thì chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội tăng giá đó nếu chúng ta vẫn neo được ở trên 1270 thì cái cơ hội tăng giá đầu tuần của chúng ta là vẫn còn. Như vậy là vẫn còn mặc dù là cái thông tin liên quan tới thị trường lao động của chúng ta à, cuối tuần vừa rồi á là liên quan tới non-farm payroll thì nó không có mấy tích cực. Nhưng mà à, biết đâu được à, với cái trạng thái và vận động thị trường của chứng khoán của chúng ta ở thời điểm hiện tại với những cái trạng thái tích lũy nhìn chung cũng khá tích cực á thì có thể nó sẽ rung lắc đầu phiên nhưng uh, trong thứ hai và thứ ba thì cái cơ hội tăng giá của thị trường là vẫn còn anh chị nha vẫn còn anh chị nha đối với lại cái khung ngắn hàng này và cái sự kỳ vọng của em trong ngắn hạn đó, đó là thị trường có thể bung lên một nhịp có thể bung lên một nhịp anh chị có thể đạt đâu đó là trên một nghìn ba một nghìn ba trăm hai mươi gì đó thì sau đó thị trường sẽ có những sự điều chỉnh trở lại tại vì bắt đầu sau phiên thứ ba sau phiên thứ ba tuần này thì thị trường sẽ mở ra một cái trạng thái tăng yếu và lúc đó thì thị trường sẽ cần có những cái xu hướng là tích lũy điều chỉnh trở lại trong ngắn hạn thì tự chung lại ở thời điểm hiện tại có hai cái có một vài vấn đề mà mọi người cần phải chú ý đối với lại thị trường chứng khoán của chúng ta à, đối với lại thị trường tiền tệ của chúng ta thì chúng ta cần phải chú ý những cái hành động của thị trường OMO Đó à và những cái động thái xoay quanh cái việc điều hành tỷ giá của chúng ta ở thời điểm hiện tại nó vẫn chưa hạ nhiệt và nó sẽ cần có những sự can thiệp tiếp theo để mà có những cái xu hướng là tích cực hơn và đối với lại cái xu hướng của tỷ giá thì em nghĩ được rằng là nó cũng sẽ không có những sự vận động nó quá tiêu cực nữa đâu tại vì cái quay giai đoạn mà cao trào của của, của, của cái vấn đề tỷ giá thì nó đã qua rồi cái tâm lý giao dịch ở thời điểm hiện tại cũng đã thích nghi dần đối với lại cái vấn đề tỷ giá rồi cái thứ hai đó cái tiếp theo đó là cái vấn đề so qua thị trường. À, những cái lưu ý đầu tiên đó là về cái khung tuần của thị trường. Đó là những cái trạng thái tăng yếu nó sẽ xuất hiện đâu đó khoảng tuần là khoảng tầm là sau tuần sau, sau tuần sau nhân gì Thì em cũng có cũng có đưa một cái tiêu đề đó là tuần bình yên và tháng 6 tháng 6 thì mưa sẽ rơi nhẹ. Đó, thì đối với cái tiêu đề này thì muốn nói cho mọi người đó là cái tuần này thì khả năng chúng ta vẫn sẽ có một đến hai phiên tăng giá gì đó. Đó và đây là một cái tình một tuần bình yên cuối trước khi chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn là tích lũy hoặc điều chỉnh nhanh gì tích tăng yếu tích lũy hoặc điều chỉnh trong giai đoạn là nửa cuối tháng 6 của chúng ta đó đó là cái điều thứ hai cùng với đó là chúng ta phải chú ý là cái điểm phân kỳ này đó, nếu mà nó xuất hiện thì trạng thái giao dịch của chúng ta phải cực kỳ thận trọng trong ngắn hạn nhanh gì đó rồi còn về cái khung uh, daily thì đó là cái điểm mà chúng ta cần ch chú ý đối với chỉ nó tay cộng thì trong vòng thứ hai thứ ba nếu thị trường có những cái xu hướng là tích cực bật tăng lên à, bật tăng lên và có xu hướng là vượt lên trên thì cả nhà có thể là canh chốt lời đối với những cái mạng cổ phiếu mà đã có những hướng tăng mạnh cũng như là đối với lại là những cái mạng cổ phiếu nào uh, có những cái uh, nhịp bật tăng quá dài trong cái giai đoạn sắp trước đó và có những cái tín hiệu có thể nó tạo ra những cái điểm đảo chiều thì mọi người cân nhắc là chút lời ở trong ngắn hạn anh chị ha đối với anh chị nào mà đang giao dịch mà có những cái mã cổ phiếu nó chưa bật tăng thì chú ý cái mốc 1270 nếu trong trường hợp mà thị trường bất phá lên có những cái xu hướng là rung lắc rung lắc trở lại mà nếu thị trường mất quay trở lại mất đi 1.270 thì có thể là hạ thì trọng ngắn hạn ha để chờ những cái vùng giá mới để chúng ta có thể tham gia rồi ở đó là cái những cái điểm lưu ý của chúng ta trong tuần tới thì đối với cả những em một cái kịch bản đẹp nhất của chúng ta trong tuần tới đó là thị trường bứt phá hai phiên đầu tuần sau đó cuối tuần có những cái sự rung lắc tích lũy trở lại và có thể đóng một cái nến tuần là một cái nến đỏ nhẹ thôi một cái nến đỏ nhẹ trong khung tuần và sau đó những cái những cái tháng cuối tuần của tháng 6 thì ở, có hai hai tuần cuối cùng của tháng 6 thì có thể là có những cái xu hướng là rung lắc tích lũy trở lại để mà tiếp tục tăng tiếp nha anh chị. Lưu ý là với cái việc mà rung lắc tích lũy ở đây á, đó, đó là một cái sự rung lắc tích lũy để mà tăng tiếp, tại vì xu hướng tăng ở trong khung trung hạn của chúng ta vẫn duy trì nha anh chị. Cho nên là cái sự đảo chiều nó có xảy ra có những cái sự điều chỉnh thì anh chị có thể là canh những cái nhịp rung lắc để chúng ta có thể là vào hàng trung hạn trong cái giờ sắp tới à, nhưng mà ở trong khuôn khổ tuần này thì em nghĩ được rằng là uh, chúng ta chỉ nên kỳ vọng đó là thị trường bật lên sau đó rung lắc tích lũy trở lại thôi còn những cái kịch bản phía sau ở uh, về cái khung trung hạn thì chúng ta sẽ chia sẻ từ 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 trong những cái tuần sắp tới OK ha thì đó là những cái chia sẻ của em về thị trường cũng như là những sự, uh, những cái vấn đề xoay quanh thị trường trong tuần này. Hi uh, vọng nó sẽ mang lại cho mọi người những cái góc nhìn uh, về số liệu cũng như là những sự phân tích uh, vừa có những cái số liệu, ở uh, những cái uh, số liệu này, rồi, rồi phân tích khách quan về phân tích kỹ thuật cũng như là những cái góc nhìn cá nhân của em ở thời điểm hiện tại để cho anh chị có thể tham khảo thì hy vọng nó sẽ mang lại cho anh chị nhiều góc nhìn hơn nếu anh chị chưa có người đồng hành chưa có người hỗ trợ trên kênh đầu tư chứng khoán thì muốn tìm một người đồng hành hỗ trợ trong giai đoạn sắp tới thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở trên màn hình hoặc là với đội ngũ của kênh kinh doanh chứng khoán đó là anh Tình Đặng Nguyễn Phát chị Hà Ngô và Thanh Tùng anh chị nha đó hy vọng sẽ được đồng hành cũng như hỗ trợ mọi người để chuẩn bị chúng ta đánh cho một cái sóng lớn trong giai đoạn sắp tới sau những cái nhịp tiếp theo của thị trường anh chị ha chúc anh chị có một tuần mới giao dịch thành công và có thật nhiều may mắn hẹn gặp mọi người ở những cái video cũng như là những cái bộ livestream lần sau bye bye